Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Khoi 98 Insight. Hôm nay mình sẽ có một cái video nói về cái chủ đề là Anxie Infinity đã thay đổi cái tokenomics và những cái tác động của nó đến thị trường DeFi là như thế nào. Thì trong cái buổi video ngày hôm nay thì mình sẽ có tổng cộng là 6 phần chính. Cái phần thứ nhất đó chính là Anxie Infinity là gì và tác động của nó đến GameFi. Cái phần thứ hai là thực trạng của GameFi ở thời điểm hiện tại. Cái phần thứ ba đó chính là những cái thay đổi của Anxie Infinity. Cái phần thứ tư đó chính là thế nào là một cái game tốt. Cuối cùng, cái phần thứ năm đó chính là skill to earn hay là play to earn. Và cuối cùng đó chính là vai trò của Riot Games ở trong tương lai ha. Nếu các bạn yêu mến Coin 98 Insights thì hãy scan mã tại đây và kiếm thật nhiều điểm X để ủng hộ đội ngũ nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên, đó chính là Anxie Infinity là gì và tác động của nó đến thị trường GameFi. Thì như anh em cũng đã biết, khi mà mình cho trong thị trường crypto thì Anxie Infinity là một trong những cái tựa game được xem là lớn nhất thị trường crypto và nó đã dẫn đầu cho cái làn sóng GameFi trong năm 2021. Tuy nhiên á, cái sự tăng trưởng của Anxie Infinity nó không chỉ đến từ một phần là Anxie Infinity hoạt động tốt, hoạt động hiệu quả, mà nếu như anh em nhớ thì lúc đấy thì dịch Covid đã bị bùng nổ rất là mạnh và lúc đó thì người dân họ phải ở nhà và không có cái cách khác để kiếm ăn hoặc là kiếm tiền. Thì đó chính là vì sao mà nếu như có một cái kênh mà kiếm tiền dễ dàng như Anxie Infinity thì rất là nhiều người đã join vào cái game này. Đó thì có thể gọi là cái sự tăng trưởng của Anxie Infinity là cái sự tăng trưởng thiên thời địa lợi luôn. Đó thì sự thành công của Anxie Infinity ít nhiều gì đó cũng đã tạo nên một cái tiêu chuẩn dành cho GameFi. Một số ví dụ về tiêu chuẩn của Anxie Infinity đã thiết lập ở trong thị trường, ví dụ như là cái model 2 token. Đây là một cái model mà rất là hiệu quả, mà gần như tất cả những cái nền tảng GameFi ở thời điểm hiện tại nó đều có cái cơ chế hoạt động giống như thế. Cái thứ hai đó chính là những cái chế độ chơi với máy và chơi với người nè, rồi những cái nhiệm vụ hàng ngày ở trong Anxie Infinity nè, cái tính năng Gold and Scholarship ở trong Infinity đều được áp dụng rộng rãi ở rất là nhiều các cái game khác trên thị trường. Ở ví dụ như MyDeFi Pet, Star Atlas, Titan Arena hay là Cyborg cái thứ đó. Thì điều này cho thấy là Anxie Infinity là một trong những cái đội ngũ có cái tầm nhìn rất là xa, và thậm chí là họ cũng là cái game mà đã trụ qua cái thời downtrend năm 2017 đến 2018. Đó thì điều này cho thấy là Anxie Infinity là một cái đội ngũ mà có cái sự cải tiến rất là nhiều ở trong cái thị trường blockchain này. Tuy nhiên á, thì cái lần này cái sự thay đổi tokenomics của nó có những cái tác động rất là lớn. Đó chính là vì sao mà mình đã làm một cái video này giúp cho anh em có thể có một cái góc nhìn rộng hơn đối với cái thị trường GameFi này nó như thế nào. Và mình sẽ xem coi những cái bước đi của Anxie Infinity để đoán coi là thị trường blockchain game ở trong năm 2022 này nó có những cái hướng đi thay đổi mới như thế nào mà có tác động đến cái việc đầu tư của chúng ta hay không. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái việc là thực trạng của GameFi ở thời điểm hiện tại. Thì như anh em có thể thấy, đa số ở những cái nền tảng GameFi ở thời điểm hiện tại nó đều triển khai cái model là 2 token. Cái token thứ nhất đó chính là Governance Token. Thì đây là những cái token mà chủ yếu dành cho nhà đầu tư, mà nó không tham gia nhiều vào cái nó không tham gia nhiều vào cái mô hình hoạt động kinh tế trong game. Tuy nhiên thì nó sẽ được capture rất là nhiều value từ cái nền tảng game đó. Còn cái thứ hai đó chính là Reward Token, ví dụ như SLP nè, Atlas nè, THC nè. Thì đây sẽ là một cái loại token mà tham gia sâu vào cái nền kinh tế trong game, và nó chủ yếu được sử dụng bởi những cái người chơi, những cái người mà người chơi chứ không phải là người nhà đầu tư. Đó chính là vì sao mà nó sẽ phải chịu một cái áp lực ở chốn lời rất là lớn khi mà người ta cần có cái thu nhập. Tuy nhiên á, thì cái model này nó khá là hiệu quả ở trong uptrend, khi mà game có càng nhiều người chơi nè, AXS và SLP đều nhận được cái dòng tiền rất là lớn. Thì cái điều này nó tạo ra một cái positive feedback loop. Anh em có thể thấy là khi mà uptrend á, thì cho dù có rất là nhiều người chơi Anxie Infinity, rất là cái lực xả của SLP mỗi ngày rất là mạnh, nhưng mà giá của SLP gần như không có một cái sự giảm sút quá nhiều, còn AXS thì lại tăng trưởng rất là tốt. Tuy nhiên á, thì trong downtrend á, thì cái sự tác động tiêu cực nó lại chuyển này thành negative feedback loop. Lúc đó thì giá của Anxie Infinity nó bị chia ba,
giá của AES nó bị chia ba, thì đối với mình đây là một cái điều rất là bình thường, bởi vì trong thị trường có rất là nhiều đồng coin chia hai chia ba. Tuy nhiên cái tác động tiêu cực lớn nhất ở đây đó chính là giá của SLP đã chia 30 lần từ đỉnh do bị mine liên tục đó. Nhưng mà cái điều này nó còn tác động trực tiếp đến những cái người chơi game hoặc là những cái người mà có kiếm được thu nhập từ SLP. Đó chính là vì sao mà cái việc SLP bị chia 30 lần nó đã tác động, có một cái negative feedback loop đến cái game Unseen Infinity, làm cho người chơi họ không còn cái động lực chơi game nữa. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy đây, nếu như giữa năm 2021 là người ta có thể kiếm được khoảng 20 đô một ngày, thì cho tới cuối năm 2021 thì nó chỉ còn 5 đô, rồi tới tháng 1 năm 2022 nó chỉ còn 3 đô thôi. Thì nếu như anh em là một người chơi game, chắc chắn là anh em sẽ bị mất đi một cái động lực rất là lớn. Và trước đây với một cái bản cập nhật mới thì người ta vẫn có thể kiếm được từ 75 cho tới 75 SLP cho tới 200 SLP một cách rất là dễ dàng. Chính vì thế mà cái lực xả SLP bán ra mỗi ngày nó sẽ rất là mạnh so với cái số lượng SLP được burn đi. Thì đây chính là vì sao mà Unseen Infinity nó cần có một cái sự thay đổi để phân bổ hợp lý giữa những cái nhóm đối tượng nè. Thì ở đây sẽ là có nhóm đối tượng là nhà đầu tư và người chơi game. Và cái thứ hai đó chính là làm sao để giảm được cái lạm phát của reward token. Cụ thể hơn đây đó chính là đồng SLP. Và cuối cùng đó chính là hướng đến cái sự phát triển bền vững của trò chơi. Vậy thì bây giờ mình hãy thử xem coi là Unseen Infinity họ đã có những cái thay đổi gì để giúp cho Unseen Infinity có thể cải tiến ha. Ở thời điểm hiện tại thì mình chưa thể nào mình xác định được là cái sự thay đổi của Unseen Infinity này nó có những cái tác động tiêu cực hay có những cái tác động tích cực. Tuy nhiên thì về góc nhìn lý thuyết thì đây là những cái thay đổi mang cái tính tích cực và hướng đến cái sự phát triển lâu dài của Unseen. Nhưng mà trong cái những cái ngắn hạn như thế này thì rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi Unseen Infinity và bị cắt đi một cái nguồn thu nhập rất là lớn. Vậy thì bây giờ mình hãy xem coi hai cái bản cập nhật này là bản cập nhật gì, Cái bản cập nhật đầu tiên đó chính là cái bản cập nhật Season 20. Đây là cái bản cập nhật mà tác động trực tiếp đến Tokenomics và đây là cái phần mà anh em đáng quan tâm nhất. Như anh em có thể thấy đây, đó chính là Unseen Infinity nó sẽ ngừng cái phần thưởng đối với cái chế độ là PvE là chơi với máy và Daily Quest là nhiệm vụ hàng ngày. Nghĩa là trước đây á, để thu hút được nhiều người chơi và thậm chí là nhiều người muốn extract cái lợi ích từ Unseen Infinity thì Unseen Infinity cho phép người ta chơi với máy và làm những cái việc nhiệm vụ hàng ngày để nhận được phần thưởng SLP. Mỗi người có thể nhận được là khoảng 75 SLP một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì trong cái bản Season 20 này nó sẽ cắt đi cái phần này luôn. Anh em cứ tưởng tượng khi mà nó cắt đi thì nó sẽ có một cái tác động rất là lớn. Cấu trúc phần thưởng của bảng xếp hạng Arena cũng sẽ có thay đổi. Mà ở đó thì họ sẽ sử dụng cái AXS để thưởng nhiều hơn, còn SLP sẽ ít hơn. Thì hai cái này nè, nó sẽ giảm đi cái lạm phát của SLP. Người chơi giỏi sẽ kiếm được nhiều hơn và người chơi kém sẽ kiếm được ít hơn. Thì trước đây người ta là play to earn, thì bây giờ Unseen Infinity nó sẽ tập trung vào skill to earn. Cái thứ tư đó chính là người chơi sẽ dễ dàng kiếm năng lượng hơn, tăng nhu yếu phẩm của Unseen Infinity, giúp cho Unseen Infinity có thể dễ dàng được có thể là tăng cái lưu thông mua bán NFT, mua bán vật phẩm thì chẳng hạn. Rồi cuối cùng đó chính là người chơi có điểm MMR dưới 80 vẫn nhận được 1 SLP một trận thắng. Thì cái điều này nó sẽ giúp tăng cái động lực chơi game. Bởi vì trước đây thì để có nhận được càng nhiều SLP thì cái điểm MMR này nó phải cao. Nếu dưới MMR này thì mình gần như không nhận được SLP luôn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì anh em vẫn nhận được SLP. Đây là một con số rất là nhỏ nhưng mình nghĩ là nó sẽ tạo một cái động lực giúp cho nhiều anh em có thể chơi game, nhiều anh em muốn chơi game hơn. Thì anh em có thể thấy cái bảng thống kê tại đây, từ 288 triệu SLP lạm phát một ngày thì sau khi mà cái bản cập nhật Season 20 được áp dụng thì cho tới thời điểm hiện tại nó chỉ còn 126 triệu SLP mỗi ngày, giảm lên đến 56% cái số lượng SLP được phát thải ra mỗi ngày. Thì anh em có thể thấy đây là một con số rất là lớn. Còn về bản cập nhật Origin, còn về bản cập nhật Season 20 thì nó giảm rất là nhiều cái sự lạm phát của SLP, trong đó thì giúp những cái phần thưởng khuyến khích
có nhiều lợi ích, trong đó thì giúp cái phần thưởng khuyến khích nó trong những cái hoạt động trong game. Rồi để nhận được cái phần thưởng đó thì người chơi phải có được những cái kỹ năng thay vì nó là play to earn hoặc click to earn như trước. Rồi cuối cùng đó chính là giảm. Cuối cùng cái này là một cái tác động mà theo mình nghĩ là nó vừa tiêu cực mà nó vừa tích cực. Tiêu cực ở đây đó chính là nó sẽ giảm đi cái lượng người chơi mà muốn extract cái value từ Anxie Infinity nhiều. Tuy nhiên cái tích cực của nó đó chính là nó sẽ giữ chân lại những cái gamer thật, tạo động lực cái phát triển lâu dài cho cái nền tảng game Anxie Infinity. Còn cái bản cập nhật Origin này thì nó sẽ không có quá nhiều tác động, thì nó chủ yếu là có tập trung thay đổi những cái đồ họa này, hiệu ứng cốt truyện nè. Thì trong đó có hai cơ chế nổi bật, trong đó là Anxie sẽ thay những cái mức xếp hạng là từ 1 cho tới 999 thành những cái xếp hạng vàng đồng bạc. Thì theo mình nghĩ là cái cơ chế này nó sẽ giúp anh em cảm nhận được có cái sự đồng đội hơn, thay vì trước đây là chúng ta sẽ có một người trên mình hoặc là một người dưới mình. Và còn đây là cái bản cập nhật rất là quan trọng của bản Origin thứ hai, đó chính là Anxie Infinity sẽ ra mắt cái Anxie Starter, cho phép anh em có thể chơi miễn phí. Nó sẽ là cái bản free to play, thu hút người dùng mới trải nghiệm Anxie Infinity. Mình nghĩ đây là một trong những cái bản cập nhật rất là quan trọng, bởi vì trước đây khi mà chúng ta chơi game đa số thì nó đều là miễn phí, còn chúng ta muốn nạp hay không thì đó là cái tùy vào cái sở thích của mình. Tuy nhiên thì cái game trong blockchain thì nó đều bắt anh em phải mua cái này mua cái kia thì chúng ta mới join được. Đó chính là vì sao đó là một cái rào cản rất là lớn khiến cho Anxie Infinity không thể nào thu hút được những cái người mới join vào trong game. Thì cái Anxie Starter này sẽ là một trong những cái thay đổi rất là lớn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần là thế nào là một cái game tốt. Thì như anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại á, ở trong crypto cái yếu tố earn nó chiếm một cái phần rất là lớn ở trong cái động lực chơi game. Thì điều này nó khiến nó giúp cho game Anxie Infinity, giúp cho game trong crypto nó có vẻ là thu hút hơn. Tuy nhiên á, thì chủ yếu nó bị thu hút bởi những cái speculator hay chủ yếu là những cái nhà đầu cơ, thay vì những cái người tìm đến game là để giải trí thật sự. Đó chính là vì sao mà Anxie Infinity họ phải làm thế nào đó để họ giảm cái phần earn và hạ thấp cái phần pay để chủ yếu tập trung vào cái phần play, tập trung vào cái nội dung giải trí. Thì cái game tốt ở đây đó chính là cái game mà làm sao phải hạ thấp đi để người ta quên đi cái phần earn, và cuối cùng làm sao để cho người ta chơi game trong cái sự thoải mái, chơi game trong cái chơi game mà giải trí được người ta. Đó thì người ta có thể, anh em có thể thấy là một cái game tốt là một cái game mà có cốt truyện thu hút nè, tập trung vào chiến lược, có những cái đồ họa đẹp mượt. Đó thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mình nghĩ là giúp cho những cái nền tảng game ở trong thị trường crypto có thể phát triển mạnh. Thì anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại cái phần GameFi nó rất là tương tự như là liquidity mining. Là bởi vì sao? Bởi vì anh em có thấy là đa số những người mà nói là họ chơi game ở trong thị trường crypto, thực ra là họ muốn kiếm tiền ở trong thị trường crypto. Thì cái việc earn ở đây nó giống như là cái việc farming vậy, nó giúp thu hút được rất là nhiều user ban đầu, nhưng mà trải qua một cái thời gian thì nó sẽ dễ phản tác dụng. Và khi người ta mà extract hết cái value của một cái nền tảng DeFi rồi thì nó cũng tương tự như thế. Khi mà người ta extract những cái value ở những cái nền tảng GameFi thì người ta sẽ lập tức rời đi, và từ đó nó không có giữ chân được những cái game thật. Đó chính là vì sao mà mình nghĩ là Anxie Infinity là một trong những cái thằng mà dẫn đầu trong game GameFi, và những cái sự thay đổi của họ là hoàn toàn cần thiết. Ở thời điểm hiện tại thì sẽ có một số anh em hỏi mình là Anxie Infinity có phải là một cái game tốt hay chưa. Thì nếu như mình xét về cái mặt game, xét về những cái chất lượng trong game thì có thể là vẫn chưa thể nào so sánh với cái độ lớn, hoặc là chưa xảy ra so sánh với cái độ chuyên nghiệp ở đối với những cái hãng game lớn ví dụ như Nintendo, Ubisoft. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Anxie Infinity vẫn có một số các cái lợi thế, ví dụ như về cái mục earn nè, về cái network effect nè, và về cái tác động ở trong thị trường crypto thì Anxie Infinity là một trong những cái game hàng đầu. Họ có kinh nghiệm, họ dám thay đổi và họ thực hiện rất là nhiều thay đổi trong thời gian vừa rồi. Vậy thì làm sao để Anxie Infinity có thể cạnh tranh với những cái game truyền thống? Thì theo mình thấy á, là game ở trong blockchain nó sẽ có những cái lợi thế về tính tương tác và tính finance. Thì đây sẽ là một cái bước đệm giúp cho Anxie Infinity có thể bước đến Metaverse, thay vì ở trong game truyền thống á, thì đa số đều bị kiểm soát bởi cái nhà phát hành game. Cái thứ hai nữa
là ở trong game Anxie Infinity á, thì Anxie còn có cái nền tảng Ronin. Thì đây là một cái nền tảng blockchain dành cho GameFi. Và theo mình nghĩ là một khi Sky Mavis họ đã phát triển cái blockchain dành cho game rồi thì không có lý nào họ lại sử dụng cái blockchain đó một mình mà không phi tập trung nó để giúp onboard nhiều dự án hơn, giúp onboard nhiều game hơn. Thì mình nghĩ là đội ngũ Sky Mavis trong tương lai sẽ tạo một cái cộng đồng, hoặc là tạo hoặc là ứng dụng cái DeFi ở trong GameFi giống như là My DeFi Kingdom chẳng hạn. Đó thì đây là một trong những cái case tương đối là hay ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ bàn một xíu về cái skill to earn thay vì play to earn. Thì anh em có thể thấy là ở thời điểm hiện tại play to earn với liquidity mining nó khá là giống nhau. Tuy nhiên nó có một cái sự khác biệt nhỏ, đó chính là liquidity mining á, thì người ta rất là dễ dàng bởi vì người ta chỉ cần có cái số vốn để người ta farm thôi. Nhưng mà play to earn á, thì nó cần nhiều thời gian hơn để làm quen với game, để hiểu game. Rồi sau đó thì họ mới có thể extract cái value từ cái game đó. Đó, bây giờ mình đang nói về cái phương diện là nhà đầu cơ. Nhưng mà chính vì thế thì play to earn nó sẽ không thể nào mà nó kết thúc sớm được, ít nhất là cho đến năm 2022, bởi vì người ta cần cái thời gian để người ta extract cái value từ đó. Thì earn vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng để thu hút người ta chơi game. Nhưng mà mình hy vọng là trong thời gian tới thì game có thể kèm theo nhiều cái cơ chế mới, nhiều cái mô hình mới. Ví dụ như là Vault Escrow của Curve Model này là một trong những cái mô hình rất là hay, giúp cho những cái nền tảng game có thể là giữ chân người dùng trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái vai trò của God Game ở trong tương lai là nó như thế nào? Ở thời điểm hiện tại á, thì God Game á, nó là một trong những cái ở trước cái bản cập nhật của Anxie Infinity á, thì God Game đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Bởi vì anh em có thể thấy là cái rào cản dành cho những cái người mà không có vốn muốn chơi game nó rất là khó. Nhưng mà God Game ở đây nó đã cung cấp cho người dùng những cái số vốn ban đầu nè. Rồi nó là một cái nơi giúp cho kết nối nhà đầu tư với những cái người chơi game. Rồi God Game cũng đem đến một cái lượng lớn dành cho những cái game. Đây chính là cái nguồn tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của những cái game guide, đó chính là user pool. Cái thứ tư đó chính là game guide này sẽ hướng dẫn những cái người mới cách chơi game, nó tạo nên một cái cộng đồng, và cuối cùng là giúp cho cái cộng đồng của game phát triển mạnh hơn. Thì cái sự thay đổi của Anxie nó cũng tuy nhiên á, thì cái sự thay đổi của Anxie cũng phải khiến game guide có một số cái sự thay đổi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thử xem là cái sự thay đổi của Anxie nó sẽ tác động như thế nào ha. Thì như anh em có thể thấy đây là ba vai trò đầu tiên của game guide nó sẽ bị giảm bớt vai trò đó, và nó sẽ tập trung vào cái hai vai trò cuối đó. Thì anh em có thể thấy đây là bởi vì Anxie Infinity ở thời điểm hiện tại thì về cái rào cản về vốn là những cái rào cản về nhà đầu tư nó đã bị thấp đi rất là nhiều. Đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại thì những cái guide game có khả năng trong tương lai thì nó sẽ bị giảm đi mức độ ảnh hưởng về ba cái yếu tố trên, và nó sẽ tăng cái sự ảnh hưởng ở hai cái yếu tố dưới này. Trong đó nó sẽ giúp người ta chơi game này và tạo nên một cái cộng đồng mạnh. Thì điều này nó sẽ tương tự với những cái team game lớn ở trên thế giới, ví dụ như là team Liquid, Ogre, Secret, thì nó sẽ giúp tập hợp những cái game thủ rồi hướng dẫn họ chơi game, rồi tạo nên một cái cộng đồng game. Thì từ đó họ có đi họ có thể sử dụng những cái skill của họ để họ tranh giải, họ đi chiến đấu, họ đi làm ở nhiều cái thứ khác nhau. Đó thì theo mình nghĩ là nó sẽ giúp những cái sự thay đổi của Anxie Infinity, mặc dù nó có những cái tác động có thể được gọi là không quá tích cực lên những cái nền tảng game guide này, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ một phần nào đó giúp cho thị trường GameFi ở trong crypto có thể đi lâu dài hơn. Thì anh em có những cái góc nhìn như thế nào về cái sự thay đổi của Anxie Infinity thì đừng quên comment ở phía dưới với mình ha. Thì mình cũng rất là mong nhận được cái sự feedback, nhận được những cái góc nhìn mới của anh em. Trong ngày thứ bảy vừa rồi thì mình cũng đã có một cái buổi community call về GameFi. Thì những cái buổi community call về GameFi như thế này, mình có chia sẻ rất là nhiều cái góc nhìn của mình, cũng như là góc nhìn của researcher khác về những cái tác động và tiềm năng của GameFi ở trong năm 2022. Thì theo mình nghĩ là nếu như anh em mà có quan tâm đến GameFi thì đừng quên xem cái buổi community call này ha. Bởi vì GameFi ở thời điểm hiện tại, tiềm năng thì mình chắc chắn là vẫn sẽ nói là nó tiềm năng. Tuy nhiên có rất là nhiều thứ mà nó liên quan đến
cái phương diện là nhà đầu tư, ví dụ như là về cái việc định giá thì nó vẫn còn có một số vấn đề. Đó chính là vì sao mà anh em đừng quên xem cái community call này để mình có thêm nhiều cái góc nhìn khi mà chúng ta đầu tư vào thị trường GameFi. Và cuối cùng thì nếu như anh em yêu mến Coin98 thì đừng quên like và subscribe cho kênh Coin98 Insight nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.